cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu Eco Six hạng tập trung dạng lớn nha. Đây cho anh em chuyên định cư khai thác là hạng mạnh nha mọi người. Thì em này đến từ thương hiệu Estin nha mọi người. Mã số là 034AV Super nha mọi người. Đó. Thì em này đời 1987 nha. Đây, con số của máy đây. Đời 1987 và được 56,4cc nha mọi người. Nặng 5,4kg đầu không nha. Đó. Đầy đủ lam xích, nếu mà lam Latin này khoảng 7kg nhá. Đó, rất là mạnh ha. Anh em sử dụng cắt đi cưa khai thác. Đấy, chuyên về mảng khai thác thì sử dụng em này rất là vừa tầm. Nói về độ đẹp của em này cũng còn khá là sáng. Đó. Riêng và em này có hai cái nhược điểm. Đó chính là trước tiên là một cái lỗi lầm đây. Đó là nó đã bị gãy. Đó, thì cái này nó va chạm vào đâu làm sao nó gãy này. Nên là bên em đã khắc phục lại. Đó, bên sẽ khắc phục lại, nó nhìn nó đỡ xấu hơn nha mọi người. Đây, anh em vẫn có thể xài thắng bình thường nhá. Đó. Có điều là khắc phục lại cho anh em lại nhìn nó đỡ bị xấu hơn. Còn cái lỗi này thì chả vấn đề gì cả. Nhiều khi anh em bây giờ bỏ cái này ra luôn, vẫn vất đi cũng được, nó vẫn xài bình thường ha. Đó. Là cái lỗi là lỗi đầu tiên là như vậy. Thứ hai nữa là lỗi này, cái ốp lam của nó khi đi về nó bị bể. Đấy, nó bị bể nứt rồi. Nên là em đã thay cái ốp này là ốp mới. Đó. Là anh em lưu ý nha, chỉ có mỗi hai cái lỗi này thôi. Còn lại là máy là còn rất là đẹp. Này, để quay cho anh em xem về cái máy này ha. Trước tiên em sẽ quay bộ phận bên ngoài, sau đó em sẽ test tiếng nổ và em sẽ tháo bô. Đó, mở bô để cho anh em xem về phần bít tông ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về em máy Estin 034 này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại của em để đặt hàng nhé. Đó, nói chung là anh em khỏi phải suy nghĩ về dòng này ha, xài rất là ngon, quan trọng là anh em có thích hay không thôi. Dòng 034 này rất là nhiều anh em ưa chuộng nhé, cắt về rất là mạnh ha. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe từ máy trước nhé. Tiếng nổ của máy là như thế vậy. Rồi bây giờ em sẽ quay qua cho mọi người xem về chi tiết về máy này hơn ha. Đó. Thì em này đến từ sản xuất tại Đức nha mọi người. Thì cái tem mạc là nó bên phía hộp giật này. Đấy. Thì em này là được sản xuất tại Tây Đức ra này. Đó. Đây là có chữ Made in Germany nha, nhưng đây nó bị lâu ngày nó bị mờ rồi. Đó. Nó không còn cái chữ Germany nữa. Đấy. Em này riêng dành cho anh em mà đi cưa khai thác là thôi chứ khỏi phải suy nghĩ luôn. Cắt rất là đã luôn nha mọi người. Rồi, em sẽ thứ nhất là bung các bộ phận bên kính nòng cho anh em xem nhé. Em này thì ngoại hình nhìn là bình thường thế thôi. Đó, nhưng bên trong nội thất là anh em khỏi suy nghĩ luôn, rất là đẹp. Đây, để em bung ra để anh em đánh giá ha. Đó, cái nắp bên trên này mở rất là dễ này, chỉ cần vặn cái con ốc này ra là ra thôi. Còn cái nắp này thì mình vặn ra là rút lên được rồi. Đây, bộ phận lọc gió chỉ có hai miếng này thôi nha mọi người. Đó, em bỏ rồi ra này. Đây, quay cho anh em xem nhá. Đây, màng lọc và nòng đây. Anh em có thấy bộ hơi nó ha. Mới keng xẻ beng luôn. Rất là đẹp. Đây, máy bao din nha. Đấy. Anh em có thấy không? Bên mã ngoài này thì nhìn nó bình thường thôi. Nó không được đẹp cho lắm. Nói chung là cái bộ mặt của nó là không được sáng. Đấy. Và cái đầu tiếng nòng này từ nó lọc từ lốc này, anh em thấy ha, rất là mới. Ôi giời, trời đang be đang mưa, di chuyển. Mọi người chờ một xíu, em sẽ di chuyển vào cái chỗ đỡ bị mưa nha mọi người. Đó, đưa vào đây em. Rồi, để đây. Rồi, ok, để đây. Mấy ngày nay thì mưa quá nhiều nên là bên em không có thể làm được nhiều cái video để cho anh em xem ha. Đó. Đó.
rồi, đây anh em có thể thấy ha. Rồi thì vẫn tiếp tục thì em sẽ quay cho anh em xem là cái lòng. Em mở bộ phận này ra để rồi tí nữa em sẽ mở phần má bô nha, để cho anh em xem chi tiết hơn về cái trái bít tông nhá. Đó. Rồi giờ em sẽ quay qua cho anh em xem cái bộ phận lọc này. Lọc được của em này thiết kế bằng lọc lưới nhá. Ốp kín hai mặt này, rất là đẹp nha. Anh em phải thấy không? Độ sáng rất là sáng. Chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng. Đó. Và chế xăng đây. Dường như là như mới nha mọi người. Một cái máy mà đời 1987 mà bên thị trường Việt Nam mình phải nói là anh em rất là chuộng. Đó. Nếu mà anh em sử dụng đi cưa khai thác cầm em này rất là vừa tay. Đấy thì mà anh em thì thấy ha, cái độ đẹp của nó còn rất là sáng ha. Anh em là xài qua máy này đã biết rồi ha. Rất ít khi mà về được những cái con mà nó đẹp xuất sắc như thế này. Vậy em này nó thật thì ngoại hình thì nó bình thường. Ngoại hình thì mấy cái máu lợn giật nó bị úa màu rồi. Lâu ngày nó úa màu này rồi. Đó, nhưng mà nội thất bên trong khỏi suy nghĩ luôn, rất là đẹp. Đây, từ các mảng kiến lòng này mới keng luôn nha. Đó, mới keng xà beng luôn. Đấy. Rồi, giờ em sẽ bung bộ phận bô cho anh em xem nhé. Lam của em này được sử dụng lam 50 này. Đó, lam 50cm này, xích là xích đại. Đó, xích này thì được ráp xích mới rồi. Lam Latin, lam mới xích mới nha. Anh em yên tâm sử dụng, không phải lo suy nghĩ về phần rũa ha. Lốc mặt tiền của em nó đây cũng rất là sáng nhá, độ chề chùa ít ha. Đó, rồi giờ em sẽ bung phần má bô cho anh em xem đầu bít tông nhá. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng em máy này thì mình nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Đó, thì máy này thì nó chỉ có hai cái lỗi là một cái ốp lam để được thay mới này. Thứ hai nữa là cái này nó bị đứt nha mọi người, nên là em đã khắc phục lại để cho anh em nhìn nó đỡ bị xấu hơn này ha. Đó, nên là chỉ có hai lỗi đó thôi, còn lại là rất là đẹp nha. Mở cái này thì không tháo lam xích thì hơi khó mở tí nha mọi người, nó hơi bị vướng. Rồi ok, em đã mổ được bộ phận bô nha. Rồi giờ em sẽ quay cho anh em xem này. Giờ anh em có thể không nhìn rõ ha. Đây đây. Đây quay cho anh em xem nhá. Trái bít tông này nhá. Còn nguyên rọc ngang luôn nha. Đây. Đó, nguyên rọc ngang rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy trái ha. Rất là mới nhá. Đẹp long lanh luôn. Phần má lốc này nó tất cả cái nòng cũng vậy này. Đây anh em mới thấy ha, thấy rõ đây ha. Đó, rất là mới nhá. Như mới luôn, đây bên trong này. Đây bên trong này. Đó. Rồi, rất là sáng ha. Anh em nào mà ưng em mẫu 034 này thì liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0988628901 nhé. Thì hiện tại giờ bên em đang mưa nên là cũng sẽ khép lại tại đây để cho anh em xem được chi tiết về em máy 034 như thế vậy ha. Đấy, anh em nào mà ưng em này thì mình nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của em để làm ha nhé.